17 triệu hecta đất nông nghiệp của Ukraine bị 3 tập đoàn Mỹ thâu tóm. Mình cũng rất hứng thú với chủ đề này và đây là video thể hiện cái góc nhìn của mình. Nguồn đầu tiên của tin tức này xuất phát từ Australian Nation Review. Đây được coi là một tờ báo cực hữu, có nghĩa nó sẽ nói về những thứ tận cùng của tiêu cực. Dĩ nhiên theo đánh giá của phương Tây thì nó là lều báo. Và thật là khiên cưỡng nếu thông tin kiểu vụ 17 triệu hecta này bạn lại mong muốn nó xuất hiện công khai trên các kênh chính thức của hai bên. Tức là để biết được câu chuyện này đáng tin đến cỡ nào thì chúng ta cần phải xem xét rằng các tập đoàn này có khả năng thâu tóm được không. Chúng ta dùng từ thâu tóm chứ không phải là mua hay sở hữu nhé. Tất cả nguồn tin mình sẽ sử dụng theo chiều thuận từ chính Ukraine và các nước thiếu thiện chí với Nga. Mình sẽ để toàn bộ link tham khảo ở phần mô tả cho các bạn. Đầu tiên là phân tích ngắn gọn về cơ cấu đất đai của Ukraine cũng như tình hình luật đất đai qua các thời kỳ. Từ năm 91 đến năm 2000, Ukraine tách khỏi Liên Xô và thay đổi quyền sở hữu đất đai từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân. Hậu quả là trong quá trình suy thoái của đất nước, các chủ đất có xu hướng bán đất của mình và phần lớn đất đai của quốc gia được mua bán, gộp thửa và có nguy cơ rằng hầu hết đất đai nông nghiệp của Ukraine đều rơi vào tay những chùm nông nghiệp. Để ngăn chặn tình trạng này, Ukraine đã sửa luật đất đai cấm mua bán vào năm 2001 với tổng khoảng 96% diện tích bị cấm mua bán. Với việc cấm cửa mua bán như vậy, nhưng đến năm 2019, chúng ta có các con số như sau. Ukraine có 42,5 triệu hectare đất nông nghiệp, 73% với 31 triệu là sở hữu tư nhân. Nhà nước sở hữu phần còn lại và có thể là ít hơn. Chủ đất chỉ canh tác khoảng 29%, phần còn lại 56% là họ cho thuê và 7% là bỏ hoang. Có nghĩa đất nông nghiệp của Ukraine mặc dù không cần tới việc buôn bán, thì trước năm 2021, số đất không phải do chủ đất sử dụng chiếm tới 56%. Và với việc cấm cửa mua bán thì hơn một nửa số đất đã được cho thuê, mà luật cho thuê thì không dính dáng gì đến quyền sở hữu. Tuy nhiên, với chủ đất thì việc sở hữu một số lượng đất khổng lồ nhưng không dùng đến mà cũng không được bán nảy sinh ra nhu cầu lách luật. Đây chính là nơi việc mua bán đất với hình thức cho thuê xảy ra. Chủ đất thuê nhưng ngược lại được bên cho thuê sử dụng một bên khác để cho chủ đất vay một số tiền khổng lồ. Vậy là trên hợp đồng vẫn là thuê nhưng thực chất miếng đất đó đã được cầm cố toàn quyền cho bên thuê. Ngoài việc cho thuê thì các cá nhân sở hữu đất là người Ukraine nhưng công ty do họ đứng tên lại đăng ký trụ sở tại nước ngoài. Top 10 công ty tại Ukraine thì có đến 9 công ty đăng ký trụ sở ở nước ngoài. Vậy là gì? 20 năm qua Ukraine cấm mua bán đất nông nghiệp nhưng vẫn có tới ít nhất 6 triệu hectare đất nông nghiệp của Ukraine bị các tập đoàn nước ngoài thâu tóm. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, chính quyền Zelensky còn công bố rằng khoảng 5 triệu hectare đất do chính phủ quản lý đã rơi vào tay tư nhân và không có số liệu cho thấy 5 triệu hectare này đang nằm trong tay ai, khi mà chính chủ đất thì có tới 56% đất của họ không dùng tới rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh trước năm 2021 như sau. 10 năm đầu tiên sau khi độc lập, Ukraine đã mở cửa thị trường đất đai, chuyển từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân. Hậu quả là những người được chia đất đã quyết định bán đất dẫn đến hầu hết đất nông nghiệp bị thâu tóm bởi các chủ đất. Năm 2001, để ngăn chặn tình trạng này thì Ukraine đã ban lệnh cấm bán đất. Nhưng đến năm 2021, sau 30 năm độc lập thì bất chấp các luật cấm, nhưng có tới 3,5 triệu hecta đất do nước ngoài thâu tóm bằng hợp đồng chính thức và ước tính có tới 6 triệu hecta nằm trong tay nước ngoài. Chưa hết, năm 2013, Trung Quốc Đài Loan tin rằng họ đã thuê 3 triệu hecta đất ở Ukraine, nhưng điều này bị Ukraine phủ nhận. Tất nhiên chúng ta thấy được chuyện này chẳng có lý do gì để Trung Quốc nói dối cả. Và đây là câu chuyện của năm 2021. IMF và chính phủ Hoa Kỳ trong một chương trình cải cách đất đai đã khuyến khích chính phủ Zelensky cải cách luật đất đai để nhận lại khoản hỗ trợ nông nghiệp trị giá 5 tỷ đô la. Đánh giá của chính giới tài chính và các tổ chức phân tích đất đai từ cả Ukraine và quốc tế đều cho ra một kết luận như sau. Các tổ chức tài chính quốc tế như IMF và Ngân hàng Thế giới đã thành công trong việc dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra trước đó để ngăn chặn việc tập trung đất đai của Ukraine vào một số ít người. Phân tích cho thấy, rõ ràng rằng việc tạo ra thị trường đất đai nông nghiệp của Ukraine năm 2021 cho phép các đầu sỏ chính trị và các công ty nông nghiệp lớn tiếp tục giành lấy đất, đồng thời đáp ứng lợi ích của các nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài. Thật không may, đại đa số dân sản xuất nhỏ và công dân Ukraine phải trả giá cao vì vấn đề này. Các quy định trong luật đất đai mới có rất nhiều lỗ hổng, dù có hạn chế cho người nước ngoài mua đất nhưng không thể cấm được việc truy thu nợ từ chủ đất đã cầm cố tài sản. Chưa hết, tháng 4 năm 2022, Tổng thống Zelensky lại tung ra một bản sửa đổi luật với mục tiêu ngắn gọn rằng các hợp đồng thuê đất hết hiệu lực được tự động gia hạn một năm, hợp đồng thuê không cần đăng ký với nhà nước mà chỉ cần đăng ký với địa phương và người thuê có quyền chuyển nhượng cái đất thuê. Vậy sau năm 2021 chúng ta có gì? Các quyền thuê đất trước đó được tự động bảo lưu. Trong tình trạng cấm bán đất suốt 20 năm nhưng vẫn có tới 19 đất của Ukraine rơi vào tay nước ngoài. Vậy trong điều kiện được gỡ bỏ luật cấm này thì còn gì ngăn cản được chuyện thâu tóm này không? Phần tiếp theo chúng ta sẽ phân tích về việc Mỹ thâu tóm 17 triệu hecta của Ukraine có khả thi hay không để quyết định xem có nên tin vào sự kiện này không. Đầu tiên là các công ty Mỹ có nhu cầu không? Để lấy ví dụ riêng về Cargill, theo một báo cáo năm 2014 cho thấy công ty này sở hữu ít nhất 4 hệ thống vận chuyển ngũ cốc, 2 nhà máy chế biến hướng dương. Mà năm 2013, họ đã mua cổ phần tại một kho chứa ngũ cốc ở Biển Đen với sức chứa 3,5 triệu tấn ngũ cốc. Năm 2014, Ngân hàng Tái Phát Triển Châu Âu cũng dự báo có 10 doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra 10 tỷ đô đầu tư vào Ukraine. Thêm một thống kê nữa, năng suất do chính các tập đoàn khai thác tại Ukraine lớn hơn 20% so với những nhà canh tác nhỏ ở Ukraine. Trên trang chủ của Cargill cũng ghi rõ tôn chỉ của họ là đất thì thuộc sở hữu của nông dân nhưng khuyến khích nông dân sử dụng chính đất đó để vay và tái đầu tư. Chúng ta thấy ngay từ năm 2014, Cargill đã có nhu cầu về gia tăng đất canh tác và tự canh tác cũng như tự xuất khẩu. Các tập đoàn này có năng lực thâu tóm không?
Riêng về Kagan, mỗi năm họ đã có doanh thu lên đến khoảng 185 tỷ đô, trong khi giá đất của Ukraine chỉ loanh quanh 1.000 đô một hecta, tức là nếu mua đất thì chỉ mất có 17 tỷ đô, còn việc chỉ thuê 50 năm thì nó còn rẻ hơn nhiều nữa. Thứ ba là có điều kiện ngoại cảnh nào để thâu tóm không? Chúng ta nói nhiều rồi, trong thời kỳ cấm bán đất, cấm giao dịch đất mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể thâu tóm đến 9 triệu hecta rồi. Vậy nên, luật hiện nay đã mở, tình hình Ukraine đang cần tiền, cần đáp ứng lại thịnh tình từ Mỹ thì có lý do gì ngăn cản được sự thâu tóm ồ ạt của giới chủ Mỹ ở Ukraine không? Và cuối cùng, để biết được luật đất đai của Ukraine sẽ bị lách như thế nào thì còn gì hay hơn là xem chính người Ukraine nói gì về nguy cơ của cái luật này bị người Nga lợi dụng đúng không? Chỉ cần nghe như vậy bạn sẽ hiểu được cái luật này dễ dàng bị lách ở phương Tây như thế nào. Nói một cách đơn giản nhất thì người Nga có thể mua đất của Ukraine dưới danh nghĩa của một người Ukraine. Như vậy thì Ukraine chỉ có cách là kiểm tra xem số tiền mua đất này đến từ đâu. Thấy không, trong điều kiện ngặt nghèo của lệnh cấm bán đất nhưng việc chuyển nhượng đất đai vẫn có thể dễ dàng lách được thông qua hình thức là thuê rồi cho chủ đất vay tiền. Vậy thì thời kỳ thị trường mở cửa tự do như vậy, điều duy nhất mà Kiev cần làm đó là không quản lý nguồn tài chính đổ vào đất đến từ nguồn nào là xong. Một thông tin bổ sung khác là chính nguồn phân tích ban đầu đã đính chính rằng không phải 3 tập đoàn mua 17 triệu hectare đất mà chỉ có 1,7 triệu thôi. Điều này bạn chỉ cần có logic bạn sẽ thấy khả năng cao đây là sự ép buộc chỉnh sửa. Bởi nội dung 3 tập đoàn thâu tóm 1,7 triệu hectare đất tương đương khoảng 3,5% đất. Tính trung bình mỗi tập đoàn chỉ có 600.000 hectare. Trong điều kiện mở, Ukraine đang cần tiền, vai trò của Mỹ với Ukraine rất lớn thì con số đó không đủ để tạo thành một bài phân tích mà phải là con số 1,7 triệu hectare với 75% mới đáng để nói đến, đúng không? Tóm tắt tất cả, tình hình đất đai của Ukraine trước tới giờ 73% đất hợp pháp nằm trong tay tư nhân với 56% được cho thuê chính thức. Trước khi luật đất đai sửa, 9 triệu hectare đất của Ukraine đã bị thâu tóm. Năm 2021, Mỹ và IMF đã buộc Tổng thống Zelensky phải sửa đổi lại luật đất đai để đổi lại gói hỗ trợ 5 tỷ đô la vào nông nghiệp và sửa tiếp một lần nữa vào năm 2022 để gia hạn quyền lợi cho những người đã thuê đất trước đó. Bất chấp luật cũ khá khắc nghiệt thì năm 2013, Trung Quốc vốn chẳng đóng góp gì nhiều trực tiếp cho Ukraine vẫn có khả năng kiểm soát 5% đất đai. Vậy mà Mỹ, một trong những nước tài trợ cho Zelensky nhiều nhất, lại phải dùng đến ngoại giao, IMF buộc Kiev phải đổi luật chỉ để lấy được 1,7 triệu hectare đất theo đính chính của trang phân tích gốc. Điều đó có logic không? Và đây là cái kết của video. Câu chuyện 17 triệu hectare đất là một câu chuyện không có kiểm chứng và từ lúc nó xuất hiện tới bây giờ chắc chắn nó đã được xóa mọi dấu vết nếu như chuyện đó là có thật. Nhưng chúng ta qua bài phân tích về bản chất vấn đề này, chúng ta có thể nhận ra rằng việc này là có khả năng xảy ra và nó đáng tin.